Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video này chúng ta tiếp tục với game GTA 5. Và trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách chơi mới. Các bạn có thể là kết hợp giữa hai bản mod Iron Man và cái bản mod Hood, người không lộ xanh ha. Mà trước đó mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt á. Thì cái cách chơi nó là như thế này. Đầu tiên là các bạn mở cái bản mod cái gift mod Hood lên ha. Rồi xong rồi các bạn tạo ra hai cái con enemy nè, enemy hot ha. Các bạn có thể là tạo ra nhiều con ha, nhưng mà ở đây thì mình chỉ test hai con thôi. Đó, như vậy là chúng ta có hai con hot tự động ha, nó sẽ tìm đến chúng ta để mà bắn nó. Nó bay tới đây các bạn thấy chưa? Ở đây là do nó hơi bị lắc, là do mình chưa có cắm cái cắt sạc chưa ha. Ôi xịt. Ôi, mình vừa mới bị nó chọi. Oh, what the fuck. Ôi, chút xíu nữa là chết. Oh man, kìa, bị quýnh cà te tua chân kìa. Trời ơi, thì ở đây mình sẽ biến thành Iron Man để mà tiêu diệt ha. Chứ bạn mà ở người thường là nó quýnh vỡ mồm luôn nó. Thấy chưa? Rồi. Oh, what the fuck. Cái đậu phộng. Ăn nguyên chiếc xe kìa. Oh no no. Wow. Trời, nó quýnh như con không đẻ vậy đó. Đụng nó thấy bà nó. Ok, mình bị đụng luôn kìa. Ở đây thì mình sẽ biến thành Iron Man ha. Iron Man. Ok. Mình biến thành Iron Man, nhưng mà mình sẽ biến thành cái con mini Puppeteer đi. Cái con này nó có thiệt chiều mạnh hơn cái con Iron Man. Đó, bây giờ mày muốn cái gì? Chết mà. Oh shit. Ây da. Chỗ cũ mà phòng khác nó gì đó. Ngày ra mày đón đây đứng rồi đó. Ok, quay trở lại game ha. Toàn bạn mình nó đang hỏi mình chuyện gì. Chút xíu nữa. What the fuck. Oh man. Mình sẽ tiêu diệt cái con này rồi. Chết bà mày đi. Đúng rồi. Đã chơi hết ván game này đi một. Đang solo với hai cái con quái vật. Oh, what the fuck. Rồi chết luôn. Đậu phộng mạnh. Chưa. Ok, thì trong cái video này mình vừa chỉ các bạn ha. Các bạn có thể là kết hợp hai bản mod Iron Man với mà bản mod Hood, cái con Hood á. Thì như vậy cái cách chơi này chúng ta có thể là chiến đấu và nó vui hơn ha. Nên coi mình biến thành cái con mini Hoopster đi. Con này nó mạnh hơn. Oh shit. Đang thông thường hơn nữa mà. Thấy vừa không bảo.
Giỡn, cái này nó lên 6 múi đúng không? Gây gặp tao rồi. Cái đứa nó đừng có gặp nha. Ok. Ủa biết hồi nay con men buồn, nó mini hấp bít đơ mà. Để coi tôi tiêu diệt con enemy này đang hướng dẫn mấy mấy đệ tôi chơi cái bản mod mới nè. Quậy ghê không? Nào mưa ẩm tôi chơi mà mod lên đó hả? Cho một ngầm xuống bắn đi ra. Kè ô tí nè, kè nó kìa. Chiếc binh sát nữa nó vượt theo được nhậu. Anh đang chơi cái chiếc siêu thân kìa. Độ vọng rồi chung với nó thì vậy thì quỷ đó cái con hay là cái tự động mà cái bắn mod nó kệ bay nó đang chạy lên quýnh luôn á, bắt kệ quýnh như con chết luôn chứ đâu. Ê, đủ tí đứng dậy cơ con bắn nó chết mẹ nó rồi, chết lắm nó đâu hay như quỷ gì. Không thấy mẹ đâu bắn luôn. Bắn chim bay bay rồi cái kiểu là nó quýnh nữa chết mẹ nó kìa. Rồi nó bay đây nè, nó bay được rồi. Kìa nó bay được á nè, nó kìa, độ tí kìa, tán nước luôn kìa. Có hai con men mà xuống nước được mới ghê, ghê chứ. Mẹ nó quýnh như con. Kìa, nó bay trên trời. Nó bay được nữa hả? Bắn nè, bắn. Chạy. Không thấy con mẹ đâu bắn. Không thấy con mẹ gì hết. Con mod gì ngu vậy? Bị súng gì vậy? Kìa ô tí mình lên cái con đó mình nhìn kìa nhìn nó ăn mấy kìa. Nó trên đầu kìa, cái bóng đó dưới kìa. Nó trên đầu kìa. Trên đầu kìa. Lưng mày kìa, lưng mày kìa. Nó phía trước nè. Cái gì? Nó phía trước rồi thì mấy cái máy bay này bắn là đập phòng. À, mày thấy không, nó dưới nó chọi chiếc xe lên kìa. Kìa nó kìa, kìa nó cầm người ta kìa, Tao để tao. Thốt mày. Bài này, cái lưng mày. Kìa cái bên kìa. Thốt được không. Ủa, lửa cháy kìa. Mày. Mày đi bắn quá trời. Kìa leo lên đi kìa. Trời trời. Rồi chín ngắt. Hậu phòng. Dưới hình dạng thần. Tử nạn. Có đây gì hả ba? Đó là bạn được không? Ok thì mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây ha. Và mình trong video này mình vừa chỉ cho các bạn cái cách để mà kết hợp hai cái bản mod rồi đó. Thì các bạn có thể là chơi thử ha. Thì ở đây có mấy bạn nó ghé về nó thăm gì không có thể nào tiếp tục cái video này được. Thì mình sẽ hướng dẫn hướng dẫn các bạn chi tiết trong những cái video sau ha. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn nút like để mà ủng hộ cái video của mình ha, và nút đăng ký để mà theo dõi những cái video mới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. 啊，bạn chưa? Ok, bye bye. Bye bye tất cả các bạn.